Trên mạng xã hội gần đây chia sẻ một clip vào những ngày mưa vừa qua, cặp đôi trai gái đi chung một xe máy ghé vào nhà dân giả vờ tránh mưa, nhưng thực chất là để trộm chiếc xe đắt tiền. Vụ việc xảy ra tối ngày 24 tháng 5 tại một nhà dân trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội. Qua clip này, một lần nữa chương trình gửi tới khán giả hãy cảnh giác cao với những loại tội phạm trộm cắp lừa đảo rất khó lường. Chỉ một phút lơ đãng, mất cảnh giác là đã bị kẻ xấu lợi dụng lấy đi tài sản có giá trị.